Anh em hôm nay là thứ sáu nhá, thứ sáu ngày 22 tháng 3. Mình nhập được đồ rồi nhá. Đây, mình nhập được lưỡi câu rồi, đồ đạc các thứ rồi. Lò xo rồi, khóa linh, tất cả các thứ mình làm rồi. Bây giờ bắt đầu bắt tay vào làm. Lăng xê anh em nhé. Anh em nào lấy thì để lại số điện thoại mình. Mấy anh em hôm trước chờ đấy thì chờ Rồi, mình như vậy là ngày mai thì chắc tối nay hoặc là sáng mai mình sẽ alo cho những anh em đặt hàng nhé. Đấy, từ ngồi từ sáng đến giờ cũng lai dai, chắc là ngày mai gửi sẽ đủ. Ok, lăng xê rồi, xiên xốp và bao bì nữa là xong. Hello, hoàn thành những bộ lăng xê đầu tiên trong ngày hôm nay rồi anh em. Mai thì mình sẽ chuyển phát cho anh em nhé. Lăng xê và mồi lăng xê, mình chỉ có lăng xê và mồi lăng xê thôi anh em nhé. Anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình liên hệ là được.